Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Trang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai đây quý vị ơi. Đó, phôi đế dáng đẹp ha. Tại cành cũng đều nè quý vị ơi. Số phôi và số mai tàn luôn nha quý vị. Rồi, chào Trang. Dạ em chào anh Tuấn. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị em mình ạ. Em là Trang ở chợ gạo Tiền Giang. Hôm nay em xin giao lưu tới cô chú anh chị em mình một số phôi mai tàn và phôi nha cả nhà. Xin cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ giùm em ha. Thì em cảm ơn cô chú anh chị em mình ạ. Rồi, mình vào đầu clip là một cây mai tàn, mã số mình đánh sao đây Trang? Dạ mã số em là mã số 1 ạ. Số 1 ha. Mình sẽ ước lượng cao ngang nhân quý vị. Rồi, số điện thoại em có để trên phần tiêu đề nha cả nhà ơi. Rồi. Em này cao ước lượng khoảng tầm 1m6 đi quý vị, tán ngang cỡ 1m6 luôn ha. Tàn tròn nè. Đó, CC cho quý vị không biết cái tàn cái khác. Cái tàn ha. Cái này thì là hai cơ thân nhân quý vị. Ở dưới đây là bẻ quá dưới đây ha. Rồi, xe luôn. Rồi dừng ở mặt này ha. Đó. Rồi mình cho cái hoành em nó luôn Trang ha. Đo cái hoành ngay cổ. Chiếc này chỉ đo được cái đây thôi ha. Rồi, đo cẩn thận nhìn coi cái cẩn ở dưới không nha. Dạ. Siết thức dây chặt à. Rồi, nhiều đây. À, 38. 8 hay có gì? 38. Rồi, đó nghe đó là 38 nè. Đó. Dạng cây quái đo, hay có gì? Đo từng đây. Đo từng thân. Từng thân là... Đây là 23. Và bên đây. Bên đây ngay cho cái cục này. Đó ngồi ngay cái co này đi ha. Co này 27. Cái co thì lúc nào nó cũng hơi bự hơn nha có gì. Rồi mình xen vòng luôn, nhớ kỹ đế nè. Cây này đế đều bầu luôn, đế đó, mặt nào cũng có đế rất là đẹp luôn. Đế lực cây rất là đẹp. Đâu gì, nắm nhớ lại phần xương cành ở trên lần nữa ha. Đó. Cành đều rang ha. Mã số 1 này mình giao luôn như dạ, mã số 1 có hoành tổng là 38. Còn hai thân mỗi thân là hoành 23 hơn ha, giờ lúc nãy 27 28. 27 gì ạ? Dạ. Giao lưu nhiêu? Rồi em giao lưu 3.8 triệu cho mã số 1. Rồi, cây sừng cao quái. Rồi, okay. Đế đều rất là đẹp luôn nè. Rồi mã số tiếp theo quý vị, mã số 2. Dạ, mã tiếp theo là mã số 2. Rồi mã số 2 thì em này cao tầm cũng khoảng 1m7 quý vị, tán ngang chắc cũng khoảng 1m7 luôn. Em này cái tàng nó rộng hơn em kia nhưng quý vị. Rộng hơn xíu á. Mắt thường thì thấy nó rộng hơn xíu chứ chịu gì đo chắc nó rộng hơn nhiều á, nhưng mình báo thì nó nằm ở khoảng đó nha quý vị. Tàn đặt hết trơn xương cành ha quý vị nè, xương cành cũng to lực luôn nè. Rồi co lắc luôn, đế cũng đẹp luôn nè cô chú. Mình vô cái hoành em nó luôn quý vị, co lắc ha. Dạ rồi, mã số 2. Hoành dạ, là 27. 27 đúng nhân quý vị. Rồi. Rồi mã số 2 hoành là 27. Để luôn. Để cũng đều bầu quý vị, cộng bự bự không. Rồi, giao lưu tàn đều đế đẹp luôn. Dạ mã số 2 em giao lưu 1.8 triệu cho mã số 2, bao ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Rồi 1.8 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị. Rồi mã tiếp theo là mã số 3 luôn cả nhà ơi. Rồi mã số 3 thì em này cao khoảng tầm 1m7 đến 1m8 ha. Tán ngang cũng cỡ 1m7 1m8 luôn quý vị. Nhưng bao lấy 1m7 1m8 như vậy cho nó chắc nha quý vị. Nhưng mà lấy 1m7 đi ha. 7 cho chắc nha. Rồi. Đọc chủ đây quý vị. Đó. Rồi chậm chậm xuống đây. Em này xương cành cũng khích quá nè quý vị. Cái này xương cành cũng đó, to lực đẹp luôn nè. Khích rệt luôn ha. Phải rất là chậm, mình ra máy cũng rất là chậm luôn đây. Vô cái con luôn đây. Rồi. Vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. Cái con ha. Rồi mã số 3 có hoành là 26.5. Rồi 26.5 nè. Con cụ đế. Cụ đế. Dạ.
Cụ đế là 46. Rồi nè, 46. Rồi sẽ xây luôn. Để không nghe cái cụ đế như nào quý vị. Co luôn ha. Rồi, giao lưu như trên. Dạ em giao lưu 2 triệu cho mã số 3. Ship toàn quốc ha. Dạ ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Rồi, 2 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 4 nha quý vị. Em này cái tàn thì khá là cao, cũng khá là rộng đây. Này cao lên tới đỉnh lên đó chắc khoảng tầm mét 9 hoặc 2 mét gì đó quý vị ơi. Tán ngang cũng cỡ mét 9, 2 mét luôn ha. Đó. Tàn rộng thênh thang. Rồi, xương cành luôn. Đây quý vị, xương cành nè. Cành đều luôn ha. Đây xương cành thích luôn nè quý vị. Thích ha, đều. Đó, qua đây quý vị dễ thấy nè. Đó. Thích thích luôn ha. Rồi, mình vô cái hoành nó luôn nha quý vị. Cái hoành. Mã số 4. Số 4 cây hoành. Sao mày đây? Nhớ. Nhiều. 29 dạ. Đi ha. 29. Nhiều. À 30 đúng không quý vị nè. Rồi đó ngày đó 30 đúng luôn. Đây thì có nguyên cái củ rất là to không quý vị? Được, nguyên cái phần nạc luôn nè. Ôm ngang cái dạ. Phần nạc này như đây. Ôm ngang cái phần nạc này là 63. Rồi, xây luôn. Rồi như nạc luôn. Cái này tựa như dáng thú của hai chân chòm ra trước luôn. Đó, chân đây nè. Đây cũng có luôn ha. Giống như thú nằm ha. Rồi, có hai chân chòm rõ nét. Hai cành đều. Tàn bự ha quý vị. Rồi, mã số 4 thì giao lưu nhiêu trang? Dạ mã số 4 em giao lưu 3 triệu cho mã số 4 ạ. Ship sao em? Dạ em bao ship toàn quốc luôn ạ. Toàn quốc cây này luôn. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo quý vị ơi. Rồi mã tiếp theo là mã số 5 luôn. Rồi mã số 5. Mã số 5 thì em này cao cái tàn này tính cái tàn này thì cao khoảng tầm 1,5 mét 6 gì quý vị, chắc cỡ mét 6 ha. À, tán ngang thì cỡ mét 7 mét 8 quý vị. Tán ngang khá là rộng đây ha. Cao thì khoảng mét 6. Ngang cỡ mét 7 mét 8. Cây này xương cành rất là lực cây luôn nè. Đây xương cành em nói quý vị ơi. Đây. Cành nè. Lực không nè. Cành to lực không luôn. Cành bắp ha. Hoành cũng bự luôn nha quý vị. Cái bệ đế cũng dữ luôn nè. Đó. Rồi. Mình vô cái hoành em nói luôn quý vị ơi. Hoành luôn nha quý vị. Hoành đo ngay đây nó là 34 ha. Rồi sẵn nó kéo thước ôm nguyên cái phần nạc luôn. Ôm ốm nhẹ nhẹ. Ấm nhẹ 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 vậy là 60 hả quý vị, cái nạc 60 luôn ha. Hoành 34 cái nạc. Nạc đặt kẹo là 60. Đế đều luôn. Rồi xây tiếp xương luôn. Xương cành to lực đế rất là đẹp luôn nè cả nhà. Những cái đế ha. Đó, đế rất là đều, bầu mặt nào cũng có đế hết. Bệ này cái tàn bọn đâu cũng thế vậy, cái bệ này ha. Bệ này nãy đo được là 60 đó quý vị. Thử ha. Xương cành. Cành lực ha. Đây, mã số 5 ha. Dạ mã số 5. Giao lưu như mã em? Số 5 có hoành là 34. 34. À, củ đế đặt là 60 ha. Rồi em giao lưu 4 triệu cho mã số 5 bao ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Rồi 4 triệu. Rồi xuống cây. Tiếp tục là mã số 6 à quý vị ơi. Dạ tiếp theo là mã số 6 luôn ạ. Rồi. Rồi mã số 6 thì em này cao tầm khoảng 1,7 đến 1,8 nha quý vị. Rồi tán ngang tính gọn gọn lấy mét rưỡi thôi ha. Rồi đọc chủ đây. Nhìn kỹ thân cành luôn. Cành cũng khít nè. Cành đều luôn ha. Em này có cái co bẻ quái. Cũng quái ha. À đây quý vị. Đó. Co bẻ cũng quái ha. Ở đây vận chuyển nó bị tróc da cả nha. Cẩn ha. Dạ. Cò bẻ quái ha quý vị nè. Rồi, mình vô cái hoạch em nói luôn nha quý vị. Hoành là 25 rưỡi. Rồi 25 rưỡi hoạch. Rồi xây luôn. Bây giờ cũng nghe đế với cái cò ha.
này đặc biệt là cái co. Co nó hơi quái so với người ta ha. Đó. Rồi, đế cũng đều đẹp luôn. Rồi, giao lưu như Trang. Dạ rồi, mã số 6 Hoành là 25,5 à. Em giao lưu 1 triệu 7 cho mã số 6, bao ship toàn quốc cho mình rồi, luôn ạ. À. Rồi, 1 triệu 7, rồi xuống kê. Rồi, mã số 7 đây quý vị ơi. Em này trực ha. Rồi, mã tiếp theo là mã số 7 ạ. À. Cái này cao khoảng tầm là 1m7 đến 1m8 nha quý vị. Chắc cỡ 1m8 ha, nếu mà tính luôn tới cái mặt bầu nha quý vị. Đó. Tán ngang thì cỡ 1m4 nha quý vị. Này em trực nè. Tay cành đây. Cành cũng đều trang nè quý vị. Thì bộ đế nôm dữ ha. Rồi vô cái hoành trước đi. Nó hoành nó đây quý vị. Hoành là 26,5. Đó. Rồi cho cái bộ chân dài của nó nhiêu đây. Dạ đây là 3 tấc 2. Rồi 32. Rồi xê xê luôn. Chân dài 32 luôn. Rồi, sổ đều 4 mặt quý vị. Chỗ nào cũng có. Tay cầm thì đều rang lên trên luôn ha. Rồi mã số 7 như này mình giao lưu nhiêu đây? Dạ mã số 7 em giao lưu 1 triệu tư ạ. Rồi 1,4 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 8 à quý vị. Rồi mã tiếp theo là mã số 8, một em phôi tàn lỡ luôn. Rồi em này cao tính từ cổ rễ lên tới ở trên thôi thì chắc khoảng tầm 1,4 m ha. Tính tới mặt bầu luôn chắc cũng khoảng 1,6 m quá ha. Tán ngang lỡ này chắc cũng khoảng tầm 90 mét gì đó quý vị, khoảng đó ha. Xương cành. Cành đều thân nữa ha. Rồi, mình vô cái hoành em nó luôn nha quý vị. Hoành là 32 ạ. Rồi, 32, cho đầu sổ đế luôn nè. Sổ đế là 3 tấc 3. 33 ha. Rồi, để đây quý vị. Còn bự bự ha, sổ cũng 4 mặt hết trơn. Còn to. Giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu 2 triệu 2 cho mã số 8 ạ. Rồi 2 triệu 2 ha. Rồi xuống cây. Ở trong quá trình coi cô chú anh chị em mà có ưng mã nào thì alo trực tiếp ủng hộ giùm em nha cả nhà. Rồi bây giờ mình tới phôi ha. Dạ. Tàng lỡ rồi. Khá là nặng đây. Đây. Phôi tàng lỡ. Nãy quên đo đường kính bầu mấy cái. Mã số 9 ha. Giờ là mã số 9 ha quý vị. Phải không quý vị? Rồi mã tiếp theo là mã số 9. Số 9. Rồi chiều cao mình ước lượng luôn. Này cao từ cổ, tính từ cổ lên nha quý vị. Nó lên tới đỉnh thì chắc khoảng tầm là 1m3 đây ha. Đó, xương cành nè, này đều rang luôn nè. Một em phôi đi, tàn lỡ. Đi từ trên xuống ha. Rồi xe luôn, cái gì ngắm nghía để với coi luôn đi ha. Rồi nghe này có bị cái thẹo với em. Nhưng mà nó lâu dữ lắm rồi. Kéo dạ, liền rồi ha quý vị. Dạ. Kéo nhựa liền rồi. Rồi mình vô cái hoành em nó luôn. Hoành. Dạ. Hoành là hơn 30. Rồi tính 30 hoành ha quý vị. Rồi củ đế luôn. Rồi đó cái củ nè, củ nạc. Củ là 50. Rồi củ nạc đúng 50 luôn. Rồi xe xe luôn. Dòng nữa đi. Rồi đế đều bầu luôn. Đế đều. Dáng lắc lượng tay cành đều đẹp luôn. Rồi giao lưu nhiêu? Rồi mã số 9 em giao lưu 2 triệu 6 cho mã số 9, bao ship toàn quốc cho mình luôn ạ. 6 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 10 luôn quý vị ơi. Rồi mã tiếp theo là mã số 10 ạ. Số 10. Số 10 giờ là phôi nè. Phôi đúng phôi luôn. Giờ thấy nguyên cái nhóm phôi ở sau lưng trang những cái gì rác theo dõi tới. Rồi mã tiếp theo là mã số 10. Rồi này mình cho em tay cành đều đế đẹp luôn cả nhà ơi. Cho thông số thì trang này không ước lượng này thấp em đo được nè. Đây cây này là hoành hơn 31. Rồi có củ nạc luôn ha. Chưa cao nữa nè. Cao là 69. Rồi được củ đế đặc. Ủa đặt là 57. Rồi xe xe nữa ha. Cây này tay cành đều đế đẹp luôn nè. Tay
canh đặc kẹo. Rồi, giá luôn đẹp luôn. Đi, Trang. Dạ em giao lưu 2,6 triệu cho mã số 10 ạ. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị. Dạ mã tiếp theo là mã 11 luôn ạ. Rồi mã số 11. Lùng lực luôn. Này chơi bonsai hết ý quý vị. Cây này dám thế tay cành đẹp luôn nè. Rồi. Tay cành lực cây nè. Cho thông số cao nó rất đi. Rồi chiều cao. Tới từ đỉnh kéo xuống tới mặt cao bầu. 52. 52. Rồi vô cái hoành luôn luôn nha quý vị. Cái hoành này lồng không được. Hoành là 33 hơn. Rồi 33 hơn. Rồi cứ đặt đi. Đó vậy thôi khỏi đi. Em khó cho. Rồi sẽ coi đế luôn. Đó để chòm cộng lực ha. Đó. Bên đây cũng có cộng để chòm đây nè. Cộng lực lực. Cây này dáng thế nha. Đẹp luôn nè. Đuôi nè. Tay cành lực giót đọt luôn. Đây, mã số này là số dạ mã 11 anh. 11 ha, giao lưu bao nhiêu em? Dạ mã 11 em giao lưu 2,9 triệu cho mã. Rồi, 11 ạ. 2,9 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 12 luôn nào quý vị ạ. Rồi mã tiếp theo là mã số 12. Rồi mã số 12. Rồi ghi vô. Thích hợp cho anh. Rồi. Chị mình về cái ghép bo vô ha. Rồi mình cho cao ha. Cao mã 12 cao là 67. Rồi xuống vành luôn. Báo từ xa luôn đi. Hoành là 30. Rồi xoay xoay luôn. 30 hoành hả quý vị. Mã 12 cao là 67. Hoành là 30. Để đây. Đó, cây này cũng đế đều bầu rất là đẹp luôn nè. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu 1,3 triệu cho mã 12. Bao ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Rồi số cây luôn 1,3 triệu. Lên cây mới luôn hả quý vị. Rồi mã tiếp theo là mã 14. Rồi ghi vô. Số 14 nha quý vị. Rồi, rồi mã tiếp luôn. Theo là mã số 14 luôn. Rồi cho chiều cao nó luôn ha. Rồi cao kéo tới bầu luôn. Cao là 52. 52. Cái hoành. Hoành. Chắc hơi to đây. Hoành là 36 hơn ạ. À. Đó, 36 hơn cái gì? Còn cái này nở. Rồi cây này anh chị em mình không thích cao gì vậy con lại gì em ha. Ghép vài bo vô giùm em ha. Rồi. Đế đều bầu rất là đẹp luôn nè. Cứng luôn ha. Cộng để chịu lực. Đó. Rồi, giao lưu như rồi mã 10 mã 14 em giao lưu 2 triệu cho mã 14 ạ. À. Rồi, xuống cây luôn. Lên 15 luôn rồi quý vị. Giá 14 là 2 triệu ha. Ủa, vậy là cây này mã 13 chứ hả? Rồi mã số tiếp theo quý vị, mã số 15 đây ha. Rồi mã tiếp theo là mã 15 ạ. À. Rồi, mã số 15. Rồi. Rồi mã tiếp theo là mã 15 luôn ạ. Rồi mình cho thông số cao nó luôn đi Trang. Rồi chiều cao. Mã 15 cao là 70. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành là 26. 6. Rồi xe xe luôn. Bây giờ ngắm nghía dáng cành ha. Đây cành nè. Cò ha. Cái cò đế luôn. Cây này nguyên một nồi đế cũng rất là đẹp luôn nè. Để đặt đây. Đây 58. 8. Rồi sẽ xây luôn. Đế đều bầu rất là đẹp luôn. Tay cành đều đẹp, tay cành lực đẹp luôn nè cả nhà. Giao lưu nhiêu em? Dạ rồi, em giao lưu 1,5 triệu cho mã 15 bao ship cho mình luôn ạ. Rồi, xuống cây luôn, 1,5 triệu mã số 15. Rồi, tiếp tục luôn, 16. Ghi rồi, vô. Mã tiếp theo là mã 16. Vô để quên. Rồi mã rồi. Tiếp theo là mã 16. Chiều cao em nó. Cao là 56. Rồi xuống cái hoành em nó luôn. Hoành là 25. 55 hoành. Để ngắm nghía ha, co lắc tay. Rồi mã 16 hoành là 25, cao là 56. Đây cái cò đây. Cò này bé ngặt dưới ha. Rồi cây này anh chị em mình về chơi phong tàn dù cũng được ha. Hoặc là có nhánh này mình thích chơi dán bài chơi ha. Không thích thì mình bỏ nhánh đó anh chơi phong tàn dù. Rồi giao lưu nhiêu đen? Dạ em giao lưu 1,3 triệu cho mã 16. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. Rồi mã tiếp theo là mã 17. 17 lên luôn. Để đây rồi. Đấy. Mã số 17. Để đây đi cho gần. Rồi mã tiếp theo là mã 17 luôn ạ. À. Rồi chiều cao em nó. Mã 17 cao là 90. Rồi cái hoành luôn.
Hoành là 25 hơn. Rồi. Tính 25 hoành. Hoành là 25, cao là 90. Rồi. Cây này tay cành đều đẹp luôn nè. Đây, cành này nó nè. Để theo nó luôn. Theo tay cành. Đó, tay cành đều đẹp, đế đẹp luôn. Rồi, coi như đế quý vị cũng nghe kỹ em nói ha. Rồi, xây tiếp luôn. Để lực không quý vị thấy đặt cái bầu luôn ha. Chỗ nào cũng có trơn nè. Đều trơn ha. Rồi, giao luôn như đem. Rồi, mã 17 em giao luôn 1,5 triệu cho mã 17 ạ. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã tiếp theo là mã 18. 18. Rồi, chiều rồi. Cao em nói. Rồi, mã tiếp theo là mã 18. Rồi, chiều cao. Cao là 99 100. Rồi, 99 tính trăm. Cao 100 mét. Hoành là 28. Rồi, 28 hoành đúng luôn quý vị, không dư không thiếu nha. Hai cành đều ha. Cành lực không à. Hoành là 28, cây này rất là già cây cả nhà. Này nó nu. Đó, mấy thân nó nu hết trơn rồi đây. Nu được hết quý vị. Đó, trong thân là nu được hết. Rất là già lực cây luôn. Rồi, cái co đó. Sao cái co này mà nó bự chà bá luôn. Tưởng tượng co bé anh phình chứ. Ủa cái con lấy cái hoành ở mình đâu rồi anh? À, để đây. Để không lực không ha. Để chịu ha. Đầy đủ. Thôi, giao lưu nhiêu trang? Rồi em giao lưu 2 triệu cho mã 18 ạ. Rồi, 2 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Đấy, cành đẹp luôn. Rồi, tiếp tục lên mã rồi, số mã 10. Tiếp theo là mã 19. Rồi, 19. Mã 19. Rồi, chiều cao. Em đo 10. Chiều cao mã 19. Rồi, chiều cao luôn. 117. Rồi, 117, tay cành đều luôn ha. Rồi, cái hoành luôn. Bảo từ xa. Hoành là 34. Rồi, 34 hoành luôn quý vị. Hoành bự nha. 34 luôn nha quý vị, tay cành đều rang luôn. Đây, tay cành em nói đây ha. Đế luôn. Rồi, tay cành đế cũng đẹp luôn nè cô chú anh chị. Còn ngắn ha. Để bích trên trơn nè quý vị. Thấy bự bự luôn. Này phong tăng cao hoặc không mình về mình coi ở đây mình bonsai, là chơi bonsai, bonsai cũng đẹp đó nha. Okay ngang đây ha, mình cắt tay cành thun vô giùm em. Thu ngắn lại giùm em ha. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây Trang? Dạ rồi, em giao lưu 1,8 triệu cho mã 19 ạ. Rồi, 1,8 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, mã tiếp theo là mã 20. Rồi, mã số 20. Rồi, mã tiếp theo là mã 20. Rồi, chiều cao, mã số 20. Có chiều cao là 62. Rồi, xuống cái hoành em nói luôn. Hoành là hơn 25. Rồi, tính 25 hoành đây ha. Rồi, cây này đế cũng đẹp luôn nè. Đây, vô đế luôn. Để chạy đều luôn. Đế giống như là con bạch tuộc trùm lên nha. Mấy xúc cua đó. Dạ. Rồi mã 20. Rồi mã 20 em giao lưu 1,3 triệu cho mã 20 ạ. Rồi xuống cây luôn. Trong quá trình coi cô chú anh chị em ưng mã nào alo trực tiếp giùm em nha cả nhà. Rồi. Có chốt số lượng nhiều em để hữu nghị cho mình luôn ha. Lấy càng nhiều giá càng rẻ nhưng quý vị. Rồi mã tiếp theo là mã 21. Rồi, chiều cao mã số 21. Này mình gần dư ha. Rồi, mã tiếp theo là mã 21. Cao là 1 m. Rồi, 1 m. Cái hoành. Rồi, hoành là 27 rưỡi. À, hoành là 27 luôn. 27 hoành. Theo cái gì mình thấy nó gần guốc nè. Gần quá gần ha. Tay cành cũng đều luôn. Đây có cành phóng anh chị em mình chơi dán bay cũng được luôn cả nhà. Rồi. Cũng già cây ha, thân nó cũng nu quá nè. U ha, thay cành mà cũng u lục cục. Thay cành nu hết trơn rồi. Rồi, để đây quý vị. Để lực luôn ha. Công nào để lực kính cái bầu luôn á quý vị. Mình gần nữa ha. Rồi, giao lưu nha em. Dạ, mã 21 em giao lưu 1,6 triệu cho mã 21 ạ. Rồi, 1,6 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã tiếp theo là mã 22. Rồi, 22 đây quý vị.
Rồi, chiều cao mã số 22 luôn. Mã 22 cao là 61. Rồi, quần em nó. Quần là 23. Rồi, xe xây luôn. Cao là 61, quần là 23, tay cành đều đẹp luôn nè cả nhà. Rồi, để luôn ha. Đó, để đều bầu luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Dạ, em giao lưu 900 cho mã 22 luôn. 900 cho mã 22. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em qua mã 22 lên tiếp mã 23. Rồi, 23. Mã 23. Rồi, mã số 23 quý vị. Mã 23 cao. Rồi, cao tới mặt bầu. 50. Đấy, quành luôn. Quành là 29. 29 đúng luôn. Thọ ngày đó 29 nha quý vị. Cái củ này. Đâu, cái củ nạc 29. Hả? Cũ là 57. 7 ha. Rồi, cái cũ đế luôn. Nguyên một cái cũ đặt chà bá luôn. Nó tay cành này nó cũng già cây nè cả nhà. Đó, nó muốn xù đây ha. Xù đó đây nè. Xù nách tay cành hết đây trên. Đó, đây có cũng vậy. Có phóng cả hồi luôn ha. Có hai dạ. Tay cành. Có cành phóng cành hồi luôn. Nó múc ở trên đây nó tức nó ra, quý vị lấy lại định rồi bẻ ra hai bên nó ok ha. Ừ. Rồi, cho luôn này dáng thế đẹp luôn. Rồi mã 23 em giao lưu 1.400.000 cho mã 23. Rồi 1.400.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp mã 24. Rồi cho chiều cao nó luôn ha Trang. Mã 24 chiều cao là 55. Rồi cái hoành luôn. Hoành là 23. Rồi xe xây luôn 23 hoành. Rồi mã 24 hoành là 23. Để đây. Đó, để đều bầu luôn nè. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, em giao lưu 1.000.000 cho mã 24 luôn ạ. Rồi, xuống cây luôn, 1.000.000 nha quý vị. Rồi, tiếp tục. Rồi, mã tiếp theo là mã 25. 25, lên luôn. Rồi, mã số 25 nè, đây quý vị. Mã 25 tông cao ha, tay cành đều tông cao, co lắc luôn rồi, cả nhà ơi. Rồi, chiều cao nó luôn. Cao là 1m1. Rồi, 1m1. Rồi cái hoành luôn. Hoành là 26. Rồi 26 hoành. Tay cành đều luôn ha. Tại vì không nghe tay cành nó nè. Mã 25. Mã 25 hoành là 26. Tay cành đều luôn. Mấy cây này anh chị em mình về ghép bo mỗi tay luôn. Mỗi tay đặt cái tay. Nếu bông đẹp thì khỏi ghép nha quý vị. Dạ. Còn bông mà không thấy không thích mình dình ghép ha. Mình chơi tông cao mình luôn. Để nguyên thủy cũng được luôn. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã 25 em giao lưu 1.000.000 cho mã 25 ạ. Rồi, xuống cây luôn. 1.000.000 quý vị. Rồi, em lên tiếp mã 26. 26 luôn. Đây, mã số 26. Rồi, mã tiếp theo là mã 26. Rồi, chiều cao em nói nè. Cao là 50. Rồi, 50. Hoành là 24. Rồi. Xây luôn. Cây này dáng thế cũng đẹp, co lắc đẹp luôn nè cả nhà. Đây, dáng thế co lắc cành phóng này, cành hồi đó cũng đẹp luôn nè ha. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, em giao lưu 1.000.000 cho mã 26. Rồi, 1.000.000 nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em qua mã 26 lên tiếp mã 27 ạ. Rồi, 27 lên luôn. Cái co bé cũng nằm sâu chứ đang giữ à. 27 cao là 58. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là hơn 28, 28 rưỡi. Rồi, hoành là 28. Co bé cũng ngặt. Cây này phong tàn dù ha. Ở cây này có cái thẹo lũa đây. Một cái lũa với cái cắn da ở dưới. Dạ, nó cắn da. Rồi, cái đó đó. Nó có vết cắn. Dạ, đúng rồi. Em không để. Đây, quý vị. Ở đây thì cái vít cấn nè, còn đây thì là lũa da ha. Thì dịu gì xử lý, nó đây xử lý trắc keo rồi nữa, nó đẩy nhựa, kéo ra nhựa đó cũng lạnh không gì. Rồi em giao lưu 1.400.000 cho mã 27 luôn. Bị lũ quá. Cho dòng ở đây chỗ gì nó nghe kỹ cái co cái đế đó ha. Rồi, 1.400.000 ha.
Rồi xuống cây. Mã 627 không có gì, tiếp tục nè. Rồi lên tiếp mã 28. Rồi 28 đây. Rồi chiều cao. Mã 28 có hoành là 50, ủa cao là 50. Cao 50. Hoành 50 đó. Cao là 50. Rồi. Hoành là 25 hơn ạ. À. Rồi xe xe luôn. Rồi để rồi quý vị. Rồi mã 28 hoành là 25 ạ. À. Luôn nha em. Dạ em giao luôn 1 triệu mốt cho mã 28. Rồi xuống cây luôn, 1 triệu mốt. Rồi em lên tiếp mã 29. Rồi 29 đây rồi quý vị. Mã 29 cao là 93. Rồi cái hoành luôn. Hoành là hơn 22. Rồi tính 22. Tai cành đều. Tai cành không có gì. 23 không tới 23 hơn. Rồi hoành là 22, tai cành đều luôn. Gọng co lắc đẹp luôn nè. Co để luôn. Tai cành đều đế đẹp luôn. Rồi, rồi mã 29 em giao lưu 1 triệu cho mã 29 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu. Rồi, rồi mã tiếp theo là mã 30. Rồi, 30 đây quý vị. Mã 30 tai cành cũng đều luôn nè. Cao là 86. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 27. Rồi, tai cành. Rồi, mã 30 cao là 86, hoành là 27. Cành bự bự không đây ha. Cò đế luôn rồi quý vị ơi. Đế cộng lực 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 ha. Đây này cũng có khối đế dưới đây quý vị. Cục đế này đâu cục đế. Cò thử ha. Lớp nhẹ nhẹ. Lặn luôn. Đoạn qua luôn. 46. 46. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ, em giao luôn 1 triệu 2 cho mã 30 ạ. À. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu 2. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, mã 31. Rồi, 31 đây rồi quý vị. Rồi, mã tiếp theo là mã 31. Rồi, chiều cao luôn rồi quý vị. Cao là 66. Rồi, cái hoành. Hoành là 25. Rồi, xe xe luôn, 25 hoành. Cây này cũng nguyên một bể đế rất là đẹp luôn nè. Tai cành. Còn dọc nữa đây quý vị diễn cũng nghe kiếm đó nha. Đó. Có nguyên một củ đế đây. Đây, củ đế. Cò ha. Cái này chắc nhiều khi về cắt cái cành này bỏ hay sao? Cái cành, dạ. Đó, cành đó, cành nó cắn vô đó rồi ha. Cắn vô đó nhiều, nhiều khi anh chị mình cắt cành đó bỏ giùm em nha. Là gì chị chơi cành quái cũng được. Không dạ. Để cái gì tự cắt đi. Tùy ý thích của anh chị mình ha. Rồi mã 31 em giao lưu 1 triệu 2 cho mã 31 ạ. À. Rồi 1 triệu 2. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp mã 32 cũng là mã cuối clip của em. Rồi mã số 32. Hết cây rồi quý vị ơi. 32. À, quý vị tranh thủ mình xem rồi chốt ha. Cao là 62. Rồi. Cái hoành em nói luôn. Hoành là 25. 25 hoành đúng luôn. Không dư không thiếu luôn. Có củ đế đặt. Có cái củ nạt nè. Cũ là 47. Rồi, để luôn. Rồi, giao luôn nha. Dạ em giao luôn 1 triệu mốt cho mã 32 ạ. À. Rồi, kết thúc clip thì giờ lại muốn nói cái gì không Trang? Dạ rồi, em cảm ơn cô chú anh chị em mình ha, ủng hộ em trong thời gian qua ha. Rất mong cô chú anh chị em xem hết clip và ủng hộ giùm em ạ. À. Em cảm ơn cả nhà mình. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip sau ha.